Dậy đi chay ơi. Chay ơi, bữa nay chay ngoan quá. Ready to swim? You came to swim today, swim today, swim today. JD came to swim today. In the swimming pool. Swim, 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 swim. Good morning. Good morning, sweetheart. Dậy, chỉ dậy. Yeah, you dậy, chỉ rồi. You're pointing at some syrup? Muốn sữa không? Muốn sữa không? Sữa còn có chút xíu à. Baby, can you go and make her some? Yeah, give her that one. No, it's not enough. Yeah, give it to her. All she needs is a taste. No. All she needs is a taste. Bà đã bọc khuấy sữa cho con nha. Dạ đi con. À, cô chú ơi, em chay vừa mới dậy luôn đó cô chú. Em chay còn say che. Sao tối qua ngủ ngon không? Dạ, tối qua ngủ ngon không con? Nói mày nghe coi. Trời ơi, thương má. Thương má thì thôi, cho hôn mến đây. Đi hôn mến đây. Mày cầm cái máy này, mày khó làm việc quá trời ơi. Nhìn cái máy này. Ừ, cho bá luôn. Bự cho bá luôn á. Bự cho bá. À, bự cho bá đây. Người ta ba luôn á. Đừng đó, 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 đó. Sao để chỉ vô cái chân mẹ chi vậy? Cho chỉ cái chân vô máy mẹ vậy. Love you sweetheart. Good morning. Nè uống sữa nè. Nằm lên nè, đây thay khoan từ từ. Nè nằm lên gói rồi. Nè nằm lên gói uống sữa nè. Nằm lên gói cao uống sữa nè. Nằm lên gói cao. Rồi vậy, nằm lên gói cao. Nè lên. Nằm lên gói cao uống. Lên gói cao nằm. Nằm chỗ này nè. Nằm chỗ. Đúng rồi. Giỏi. Đúng rồi. À mẹ đi. Sớm dậy đồ uống sữa. Hồi khuya này dậy là uống mới rồi đó. Hồi khuya này là mấy giờ đó? Baby, what time did you up last night? In the middle of the night. I don't know. I woke up real quick, got her milk, and then went back to sleep. Còn 4 giờ á, 4 giờ là làm chay rồi đó. Giỏi quá. Rồi cái đi bơi xong về mày cho con ăn ha. Gì? Trời ơi, coi em bé làm biến kìa. Em bé làm biến. Không muốn hả? Muốn vậy thôi hả? Muốn vậy không? Không muốn thì thôi, đừng có cho, không cho ngậm đám vú luôn. No. No. You gotta get ready for some class. Yeah, gotta get ready. What time is it? 9 o'clock. We gotta go. A couple minutes. Yeah, we always lazy in the morning, JD. Yeah. Because of you. Because you sleep until 9 o'clock when we have to leave. Yeah. Đi xuống thay đồ. Đi xuống thay đồ. Đi bơi. Lên lên. Đi xuống thay đồ. Đi bơi. Lên lên. Em bé làm biến ơi. Được không? Xuống đây, xuống cho cô chú coi cái chai xuống đây. 1, 2, 3. Baby, this camera is so heavy. Yeah, I bet your wrist my is killing. God. That's why I don't like to record by this camera. Oh my goodness. It's like 100 times heavier than the G7X. But I don't like the G7S. I don't like any of the camera. Yeah, you gotta figure out which one's good for you. Đi xuống! Lẹ lên! Trời ơi, nằm luôn rồi. Đi đi đi, mày đi lấy đồ nè. Đi lấy bộ bơi, đồ bơi nè. Lấy đó. Đi, đó, cô chú thấy chay chưa? Đi trước không à? Đi ra xe nè. Đi. Ngơ ngơ đâu vậy, chờ ba hả? Ba ra sao? Lại lên đi mẹ nè. Đi. Không phải đặt sách vỏ là mà vỏ không có gì đó. Đi. Lại lên.
1, 2, 3. Yay! Good job, JD. Trời, chơi ủa chưa kịp chơi được chơi chơi vô rồi. Jackson, Jade, Matilda, Elena, Zoltan. Đó, cô chú coi chơi nè, cô chú coi nhảy nhảy nè. Ai cũng ngồi, có mình nó đứng à, nó giang hồ chưa đó. Nhìn mẹ kìa, nhìn mẹ kìa. Hãy chị đi. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Oh, she's hot but a psycho. Mama, mama. Đi bơi vui không? Hả? Hồi nãy con bơi vui không? Vui không? Bơi vui không? Chay là nãy mày thấy chay bơi là hả, ai cũng ngồi hết, con mình chay đứng là nha. Chay, chay là thủ lĩnh đó phải không? Chay là thủ lĩnh trong lớp bơi phải không? Phải không? Ờ vậy đó hả, open cho mau hả? Ờ. Nay chơi đi đâu chơi ta? Baby, where are we gonna go today? To the zoo. Are we going to the zoo today? Yeah, after she takes a nap. Yeah, and wait until the weather to get better. It's 70s. No, the weather is going to the zoo right now. Oh, baby, you know what? It's gonna rain later. It's not gonna rain. No? No, it's just gonna be cloudy, it says. Oh, cloudy? Yeah, let's look at the weather. See, no rain today. It's baby, 8 p.m. Baby, there's 31 days. This month, it's rain out of like 23 days.
Yeah. But literally on weekends only. Yeah. Not only, but on weekend, most of the weekend. Yeah. Yeah. Em bé ngủ nướng ơi. 9 giờ sáng, ngủ lộn quần, 5 giờ tối rồi kìa. Em bé ngủ nướng ơi, 5 giờ tối rồi kìa. Trời ơi, vậy là kiếm năm vú liền, khổ thiệt cái chứ. Ghét cái năm vú được ghê thiệt cái chứ. Chừng nào con mới bỏ cái năm vú ra đây, hả? Em bé ngủ nướng. Vậy được rồi đó, em bé ngủ nướng. Có cuối cùng ngủ trễ giờ 5 giờ mới dậy, khỏi đi sở thú luôn. Cho khỏi đi sở thú luôn đây. Ngủ gì thôi, hồi to hồi trưa này mày bỏ con vô đây cái con bóp, con bóp voi hả, con bóp voi cho con voi nó hát đó hả. Hả thôi dậy đi, làm bộ nhắm mắt hoài. Đấy. Vậy đi. Nó ngã qua bên này, nghiêng qua bên kia làm biến. Em bé làm biến ơi. Đi không? Đi không? Rồi bao vòng kìa, bao vòng con kìa. Để đi. You wanna take, come out? Yeah. Say yee. Yee. Say, come on, daddy, up there. Let me out. Đi, hả? Đi. Okay, daddy. Okay. Okay, em bé ngủ nướng. Em bé ngủ nướng. Không được ngắm nướng. Are you ready for fun and excitement? Ooh, look how nice outside. You see outside? Oh, pretty. Ooh, it's very nice. Very nice out here. Should go on a boat ride. We could go on a boat ride. We can make some food out on the patio. Yeah. You want to make some food on the patio? Just go eat some dinner and then we'll go on a boat ride. Mm-hmm. How's that sound? You want to eat some dinner and then go out on a boat ride? Em bé muốn ngủ dậy chưa định thần được. mặt muốn ngủ dậy muốn dậm như sao? Ơ chạy cứ cứ mặt kìa. Ơ chạy cứ cứ mặt kìa. Chị cứ gật kìa. Chị cứ gật kìa. Trời ơi cái mặt. Thương dễ trời thương. Rồi cái tóc vàng kìa. Em bé tóc vàng. Trời ơi nằm kìa. Aww. Hi sweetheart. I love you. I love you, sweetheart. Bé làm biến ơi kìa. Làm biến. Uh-huh. Chú đảng làm biến. Không ơi, lớn lên biết chạy coi, chạy nó xiên không ta hay làm biến ta. Hả chạy. Mới mốt mà ba mẹ làm ở nhà chứ dọn nhà nha chứ. Nhà nấu cơm, rửa chén, giặt đồ rồi cho mẹ. 3, 4. Vậy là mẹ mừng nhất rồi. Có người ở nhà nấu cơm đi, rồi giặt đồ rửa chén, mẹ đi làm phải ra. Tối về cái con người dọn cơm lên mẹ ăn. Mẹ ăn xong mới có người dọn. Thấy chưa? Mẹ nuôi con là chủ yếu để vậy đó chay. Không nhằm mục đích gì khác đâu nha. Nè, coi cô chú coi chân em bị cái con gì nè, ra đây. Bị con gì cắn à? On my feet. Your feet on my feet. Ooh, look how big our feet are.
We got really tiny feet. Look how small these things are. Yeah, I think her shoes gonna be like my size. So mm-hmm. We can share shoes, JD. You can share shoes? You wanna share shoes with mommy? Yeah. Mommy don't care. Mommy's like a Vietnamese, old Vietnamese. She shares lots of shoes with everybody. What do you mean? Baby, you crazy. What do you mean, like, what do I mean? Like your parents. What? Like your mom, dad, everybody, oh. Whatever flip-flop is available. Baby, you shouldn't wear your flip-flop. And she's wear mine too. Yeah. Oh my goodness. Whatever's available. Her feet was so big that it stretches my... Which one? This one. Oh. She wear this one. Oh yeah. Yeah. Gì cười á, gì cười mỉm à? À, cái gì cười mỉm à? Cười mỉm mà nhìn con mắt sao thấy tiếng miệng giống đi quậy quá. Đã quá, Trang ngủ mẹ cũng được ngủ luôn. Đã quá. Nay Trang ngủ à, mẹ được ngủ được mấy tiếng ta? Mẹ ngủ được 2 tiếng đồng hồ à. Baby shark. Xẻ tóc qua chút coi baby. Fix her hair so I can see her face. And then she turns around the other way, so you can't see it. Baby J, do the baby J, do baby J. JD, can you turn this way, please? Baby. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Where did you make it? Baby. J do 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 baby J do do. Đi thay đồ đi ra ngoài chơi không nè. What are you doing, honey? Baby